Xin chào các bạn, mình là Nam Mê ở diễn đàn Tinh tế .vn. Mình có thói quen là khi chạy xe máy thì mình phải mang găng tay. Lúc trước mình có cái cặp găng tay có thể sử dụng được với lại điện thoại màn hình cảm ứng. Nó là găng tay da đó, nhưng mà cái da nó có thể dẫn điện như thế nào đó mình không rõ nữa. Mình vẫn có thể sử dụng với lại màn hình cảm ứng. Tuy nhiên thì sau thời gian sử dụng, cái găng tay đó là quá cũ và mình mua cặp găng tay mới. Tiếc là khi mình mua mình không chú ý và mình đã quên mất là găng tay mới này nó không có sử dụng được với điện thoại di động. Lý do vì sao mình sử dụng găng tay mà mình lại muốn sử dụng điện thoại di động? Vì thỉnh thoảng khi mình chạy xe ngoài đường, khi có cần nghe điện thoại nè, hoặc là khi cần mở bản đồ lên tra cứu và mình sẽ mất công phải tháo găng tay ra, thì có một cái chiếc găng tay có thể sử dụng được với điện thoại di động để giúp mình làm cái việc đó tiện hơn. Mình tìm trên mạng thấy được là có cái chỉ dẫn điện và mình đã làm một chút xíu cái DIY. Thực ra cái việc làm này rất là đơn giản, là mình khâu cái chỉ dẫn điện lên trên những cái ngón tay, đầu ngón tay này, từ bên ngoài và bên trong, và khi mình sử dụng với điện thoại di động á, thì nó có thể sử dụng được bình thường. Đây là cái điện thoại bình thường nè, ngón tay người thì sử dụng hoàn toàn bình thường ha, không có gì hết, không có gì lạ. Nhưng mà nếu như mà cái bàn tay nè, tay có da này thì không có sử dụng được, hoàn toàn không sử dụng được. Thì mình đã khâu cái chỉ dẫn điện này lên trên cái phần đầu ngón tay đó, phần đầu ngón tay này mình khâu chỉ dẫn điện lên từ xuyên từ ngoài vào trong và mình có thể sử dụng được với lại cái điện thoại này. Thì đây là một cái mẹo nhỏ nhỏ vui vui. Và nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng găng tay với lại điện thoại di động hoặc là những cái thiết bị màn hình cảm ứng, thì các bạn lên trên mạng tìm mua chỉ dẫn điện và mình khâu lên trên cái găng tay này. Lúc đầu thì mình có ý định là sẽ khâu nó rất là đẹp, tuy nhiên là mình không khéo tay lắm cho nên là kết quả cuối cùng nhìn cũng khá xấu. Tuy nhiên là nó vẫn dùng được, với mình vậy thì cũng ok rồi. Mà bây giờ mình có thể sử dụng cái găng tay này và sử dụng cái màn hình điện thoại này khi mình đang chạy xe. Ví dụ như mình đang chạy xe có cuộc gọi đến hoặc là mình cần dừng lại để mình chụp hình gì đó, thì mình có thể đấy, kích hoạt máy hình và chụp hình luôn, thay vì là mình phải tháo găng tay ra. Khá tiện ha. Cảm ơn các bạn. Và nếu các bạn có nhu cầu sử dụng găng tay với màn hình điện thoại di động mà găng tay hiện nay các bạn không có hỗ trợ tính năng đó, thì các bạn mua chỉ dẫn điện khâu vào thì là sẽ sử dụng được thôi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.